Vì theo một cái tờ báo địa phương thuộc Mallorca, Tây Ban Nha ấy, thì nội dung như sau: hai người nghệ sĩ Việt Nam, một người là diễn viên, một người là nhạc sĩ với độ tuổi là từ 37 hoặc là 42 tuổi, đã bị cáo buộc khi mà thực hiện những hành vi về xâm hại tình dục với một cô gái 17 tuổi người Anh. Theo đó thì hai người nghệ sĩ này đã được hầu tòa vào hôm thứ ba và được trả tự do, tuy nhiên hộ chiếu của họ đã bị giữ lại. Ngược lại thì cô gái người Anh đã trình diện tại tòa và xác minh những cái nội dung cô nói là sự thực, và sau đó thì cô cũng đã về nước cùng gia đình. Hiện tại thì hai người nghệ sĩ vẫn đang ở Tây Ban Nha và do là không có hộ chiếu nên họ không thể trở về Việt Nam. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng là với trường hợp này thì liệu hai người nghệ sĩ có bị truy tố tại nước ngoài hay không, và pháp luật nước ngoài sẽ xử lý như nào với những người ngoại quốc, và ngược lại nếu họ về Việt Nam thì họ có tiếp tục bị xử lý hình sự hay là bị xử phạt gì hay không, thì video này chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu. Qua nội dung sự việc này thì thứ nhất là cái dữ liệu nó cũng chưa hoàn toàn đầy đủ và cũng chưa thể có một cái tính xác thực gì cao cả, bởi vì nó cũng chỉ là một cái trang blog và một tờ được cho là tờ báo của địa phương thuộc Mallorca, Tây Ban Nha mà thôi, nên chúng ta chỉ là phỏng đoán. Ngược lại thì những nghệ sĩ này thì nhiều cư dân mạng Việt Nam đồn là nghệ sĩ Hồng và Hồ Hoài, tuy nhiên thì cũng chưa có một cái xác nhận gì từ phía các bên cả, nên chúng ta tạm bỏ những cái thông tin đó ra mà chúng ta chỉ phân tích về cái khía cạnh pháp lý mà thôi. Ở đây với cái thông tin sự việc thì có thể thấy rằng cái lần hầu tòa của các nghệ sĩ Việt Nam, một nghệ sĩ 37 tuổi và một nghệ sĩ 42 tuổi, nó dạng là một phiên hòa giải. Bởi vì là nếu nó liên quan đến hình sự, liên quan đến sự truy tố ấy, thì thứ nhất là các nghệ sĩ sẽ không được trả tự do. Thứ hai là cô gái người Anh cũng không thể về nhà được cầm lại hộ chiếu về nhà cùng gia đình, bởi vì lúc đó cô gái người Anh sẽ là một trong những cái người liên quan đến vụ án. Cái phiên hầu tòa này chỉ đơn giản là một cái phiên hòa giải theo đúng cái ngữ nghĩa tại Việt Nam. Ở đó thì các bên đương sự sẽ cùng nói ra những cái mà mình đang khúc mắc, hoặc là giải trình về những cái sự việc, cái hành động của mình. Từ đó lại đưa ra một cái mức bồi thường hợp lý, làm sao thỏa mãn hai bên để tránh cái trường hợp này nó dẫn đến việc là hình sự hóa. Vì vậy tôi nghĩ đến khả năng 90% là cái phiên điều trần tại tòa chính là một phiên hòa giải. Và sau khi mọi người đã hòa giải thành công, tức là các bên đạt được mục đích, thì cô gái cũng như là gia đình đã trở về Anh. Còn hai nghệ sĩ Việt Nam bởi vì vi phạm những quy định, ở đây có thể là pháp luật hành chính hoặc là những cái chế tài về dân sự chẳng hạn, nên họ đã bị tạm giữ hộ chiếu một thời gian và cấm xuất cảnh nhằm điều tra thêm. Điều tra thêm ở đây là có thể các bên sẽ hòa giải thành công, tuy nhiên lại có những cái dấu hiệu hoặc là có những bằng chứng cho thấy rằng là có sự xâm phạm tình dục, thậm chí là quan hệ cưỡng hiếp ở đây. Như vậy việc giữ hộ chiếu là để điều tra thêm, và khi điều tra thêm thì có thể xảy ra một trong hai trường hợp: một là điều tra thêm và không thấy một cái nội dung hay bằng chứng nào khác thì có thể trong một thời gian ngắn nữa các nghệ sĩ sẽ được trả hộ chiếu và hồi hương, và trường hợp thứ hai là khi thấy có những cái bằng chứng chứng cứ, ví dụ camera này, ví dụ những người làm chứng mới này, về việc là có sự cưỡng hiếp, sự ép buộc quan hệ tình dục ở đây với một cô gái 17 tuổi thì các nghệ sĩ sẽ giữ lại và theo công pháp quốc tế. Ở đây là những cái hiệp định về bổ trợ tư pháp giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Có thể một là dẫn độ về Việt Nam để Việt Nam xử, thứ hai là xử tại nước ngoài và chấp hành hình phạt tại nước ngoài. Từ đó dẫn đến những cái hệ quả khi các nghệ sĩ về nước. Chờ đầu tiên là không thể điều tra gì thêm và các nghệ sĩ về nước thì cơ quan nhà nước Việt Nam có thể lựa chọn một trong các những cái trường hợp như sau. Chờ đầu tiên là nếu không tìm được những cái bằng chứng chứng cứ có liên quan gì thì các nghệ sĩ Việt Nam về nước như bình thường. Tuy nhiên nếu mà phía lãnh sự quán Anh người ta yêu cầu là điều tra thêm và bảo vệ quyền lợi công dân người ta thì các nghệ sĩ sẽ liên tục được triệu tập lên, và cơ quan chức năng tại Việt Nam sẽ làm hết chức năng của mình để điều tra xem có cái yếu tố hình sự ở đây hay không, hay là có sự cưỡng ép hiếp dâm đối với trẻ em, từ đó thì có thể truy tố tại Việt Nam. Điều 6 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định về hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó thì khoản 1 có quy định rằng là công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam mà Bộ luật hình sự có quy định là tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định bộ luật này. Vì vậy thì có thể thấy rằng không cứ là phải vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam thì mới bị khởi tố theo luật Việt Nam, mà có thể là vi phạm ở nước ngoài thì về Việt Nam vẫn khởi tố bình thường. Trường hợp thứ hai là như tôi đã nói, nếu phía Tây Ban Nha có điều tra và có thêm những bằng chứng chứng cứ về việc là có hiếp dâm trẻ em ở đây, có việc xâm hại tình dục ở đây thì có thể sẽ truy tố một là ở Tây Ban Nha, hai là dẫn độ về Việt Nam để Việt Nam thực thi pháp luật. Nếu phía cá nhân tôi dự đoán thì với trường hợp của những ca nghệ sĩ này thì về bản chất sẽ khó để có mà hướng đến việc là truy tố hình sự, bởi vì việc bồi thường các thứ là đã xong xuôi. Cô gái 17 tuổi đã về nước và chắc chắn nếu mà muốn khởi tố thì cô gái phải là người liên quan, là người bị hại ở trong cái vụ án này, và lúc đó cô gái sẽ phải quay trở về Tây Ban Nha hoặc là quay trở về Việt Nam để đứng vai trò người bị hại nhằm mục đích là truy tố. Nhưng mà điều đó rất khó, khó về cái phía danh dự của cô gái, danh dự của gia đình, khó về việc là vị trí địa lý, sự di chuyển đi lại. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc bồi thường đã xong và vụ việc đã dần khép lại rồi, chỉ là cơ quan chức năng cần thêm một khoảng thời gian nữa để xác minh và xem có thông tin gì mới mà không mà thôi. Hy vọng rằng video ngắn này sẽ có ích cho các bạn, và trong tương lai nếu có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý về thương mại, về doanh nghiệp hay về tố tụng hình sự, luật sư bảo chữa bảo vệ thì hãy liên hệ luật sư X. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X,